Bạn ơi, như các bạn thấy đây cũng là cũng cùng một cái số mũi móc, cũng cùng một kim móc, cũng cùng một người móc, nhưng mà khi móc ra thì hai sản phẩm nó có sự chênh lệch nhỏ lớn khác nhau. Như các bạn xem này, cái áo màu trắng nó sẽ to hơn cái áo màu xám lông chuột. Thì ở đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tính nha, tại vì cái sợi lông xù á, có những cuộn nó không có đều nhau, có những màu nó không có, không phải cuộn nào thì cái sợi nó, cái số mm nó cũng như nhau hết á, cho nên khi mình móc ra cái sản phẩm thì nó sẽ to nhỏ khác nhau. Cho nên để chính xác nhất á, thì mình sẽ tự tính số mũi trước khi mình móc. Mình sẽ tự tính số mũi ha. Ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cái bài ngoài này để mình tính cái số mũi. Tính số mũi để mình đo theo chính xác theo từng bé hoặc là theo cái size mà mình móc cho khách. Đầu tiên thì mình ở đây mình sẽ bắt gầy 11 mũi, mình sẽ móc 10x. Mỗi hàng mình móc sẽ móc 10x. Thì ở đây mình móc lên 4 hàng để mình sẽ đo ngang cái chiều ngang cái của 10 mũi này sẽ được bao nhiêu cm. 10 mũi thì được khoảng 9 cm này các bạn. Thì mình sẽ ghi vào đây ha. Thì khi mà cái rộng áo của bé mình muốn cái móc cái áo rộng 70 cm thì mình sẽ làm cách tính như thế này. Các bạn lấy 10 mũi này nhân cho 70. Sau đó các bạn lấy cái kết quả chia lại số 9 thì nó sẽ ra cái kết quả. Để mình tính cho các bạn xem luôn. 10 nhân 70 là 700. Các bạn chia lại cho 9 thì sẽ bằng 77,7. Như vậy là mình sẽ làm tròn lên là 78 đi. Làm tròn lên là 78. Nhưng mà 78 này nó cũng không có phải là cái số mà chính xác nhất để mình làm cái rộng áo như vậy. Tại thường mình đo như vậy nhiều khi nó cũng có sự chênh lệch. Cho nên các bạn lấy thêm khoảng như mình 4 đến 6 mũi nữa. 4 hoặc 6 mũi nữa ha. Tại vì khi mình đo như vậy là nó cũng có cái sự chênh lệch khi mà mình móc lên một cái mảng to nữa. Đó là cái cách mà mình tính cái phần chiều rộng áo của bé. Còn đối với cái chiều dài áo của bé thì các bạn lấy theo cái số đo thực tế của bé ha. Khi mình móc tới đâu thì mình cứ lấy thước mình đo tới đó, rồi mình bắt đầu mình móc từ dưới gấu lên thì mình cứ canh khoảng tới nào chiếc nách thì mình ngang, mình không móc nữa. Còn đối với cái cách đơn giản nhất mà mình để mình móc cho bé mà mình không cần phải tính toán đó, đó chính là mình móc một hàng mũi đơn, sau đó mình mới bướm cái hàng mũi đơn nó vào trong cái người của bé. Ở đây là cái sản phẩm, hoặc là đối với cái sản phẩm của các bạn, đối với cái áo của bé hoặc là người bé luôn, các bạn ướm như thế này mình xem mình được bao nhiêu mũi, xem nó được bao nhiêu mũi rồi mình làm rộng ngang thoải mái tí xíu ha. Rồi đó, mà sau khi tính xong á, các bạn nhớ cộng cho mình mỗi bên nẹp như vậy là thêm 3 mũi. Cái phần nẹp áo 3 đến 4 mũi đều được hết. Phần nẹp là để mình làm cái khuy cài nút áo nè đây. Còn cái phần nút áo mình không có hướng dẫn cho các bạn á, phần cúc nè, thì các bạn sau khi mà mình móc xong cái sản phẩm đó thì mình sẽ ra chợ mình mua cái cúc nào mà nó hợp với cái sản phẩm của mình á, thì mình dễ lựa hơn đó. Mình không có bắt buộc các bạn phải mua sẵn cúc. Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc cái áo len bông xù tay thỏ, nhưng mà cái phần này là có cái hoàng dài tay ha. Ở đây cái áo của mình là dài áo 34 cm, rộng áo 60. Ở đây mình sẽ móc cho các bé là khoảng tầm 8 đến 11 ký mặc vừa ha. Thì ở đây thì các bạn nhìn thấy mình chuẩn bị 9 cuộn len xù mát em bé gái, loại này 50g một cuộn.
nếu như thì cái độ tuổi của em bé này, bé nhà mình thì hơi nhỏ con cho nên là bé gần 2 tuổi rồi mà có tầm 9 kg, là bé mặc rộng thoải mái. Đầu tiên các bạn chuẩn bị cho mình kim 5mm. Ở đây thì kim này là nằm trong bộ thì nó có số 5mm luôn ha. Còn nếu như các bạn mua kim size lẻ thì nó nằm ở kim số 9 5mm. Cái không thể thiếu là cái điểm dòng. Cái tiếp theo là kim băng đánh dấu. Các bạn chuẩn bị cho mình một cái kim khâu lỗ to như thế này. Đầu tiên thì mình sẽ móc từ cái phần thân phần gấu lên đến cái phần thân, mình sẽ móc cái nguyên một cái mảnh to luôn ha. Mình sẽ móc nguyên cả mảnh to. Ở đây mình sẽ lấy chỉ ở trong ruột, còn nếu như các bạn không lấy chỉ trong ruột được thì các bạn có thể lấy ở ngoài. Tại vì trong ruột như thế này thì mình rút ra như thế này, cái cuộn lên của mình nó sẽ không lăn đi đâu hết ha. Đầu tiên mình sẽ gầy 75 mũi bính. Các bạn gầy mũi bính thật là thoải mái ha. Các bạn đừng có móc chặt quá. Vì mà mình móc chặt quá thì khi mà mình lên cái hàng đầu tiên, cái hàng bính này nó chặt quá, nó sẽ co cụm cái phần cái gấu áo ở dưới lại, nó không có đẹp. Mình móc thoải mái bình thường thôi, không có lỏng tay mà cũng không có chặt tay quá nha. Rồi các bạn móc cho mình 75 mũi bính. Lưu ý là các bạn mà móc cái size lớn hơn á, thì mình sẽ gửi một cái công thức, cái video hướng dẫn các bạn cách cái móc cái size lớn hơn riêng nha, để cho các bạn tập cái cách mà mình tính số mũi để vừa cho cái cân nặng của cái bé khác. Giờ bắt đầu lên hàng số 1. Hàng số 1 mình sẽ đánh điểm dấu. Hàng số 1 thì 75 bính thì mình móc mình bỏ một bính nè, đầu tiên nè, mình không móc, mình sẽ móc bính thứ hai. Như vậy là cái hàng số 1 nó còn 74 ít. Thì bông xù mình không có thể nào mà nhìn thấy cái mũi được, cho nên mình phải dùng cái tay mình lần. Cái này hơi khó cho các bạn lần đầu tiên móc bông xù ha. Nhưng mà các bạn móc dài hàng là sẽ quen tay. Nếu như mà trường hợp mà các bạn móc nó bị nghiêng, nó xéo, thì lúc đó các bạn nên tháo ra làm lại nha. Các bạn cố gắng tháo ra làm lại. Mình quen tay rồi mình sẽ móc lên cái sản phẩm nó đẹp hơn, nó không có bị siêu vẹo qua một bên á. Mình lười là cái sản phẩm của mình xấu liền á. Tại vì bông xù này móc cũng nhanh lắm, cho nên các bạn cố gắng tháo ra làm lại ha. Khi mà mình thấy á, nó không có vuông góc, nó không thẳng đứng lên thì các bạn tháo ra ngay. Hoặc kỹ hơn thì hàng nào các bạn cũng đếm hết. Mình móc bao nhiêu mũi á, là mình đếm bấy nhiêu mũi, như vậy nó chính xác. Nói chung là cái sản phẩm của cái phẩm, sản phẩm áo len lông xù lần này á, thì chỉ dùng một mũi đơn mà thôi, mũi đơn và mũi bính căn bản như vậy ha. Rồi các bạn móc cho mình hết hàng 74 ít. Móc len xù này á, thì mình dựa vào cái phần ngón tay của mình sẽ tìm cái mũi. Nhưng mà nó khó nhất là cái hàng đầu tiên, tại vì cái mũi bính nó khó, mình khó tìm hơn là cái mũi đơn, cho nên cái phần này hơi khó, các bạn kiên nhẫn chút xíu ha. Rồi trong lúc mà mình móc như thế này, các bạn nhớ đếm lại nha, các bạn nhớ đếm để mình không có bị sai.
Rồi mình đã móc xong cái hàng số 1 này. Tiếp theo cái hàng số 2 thì hàng số 2 thì nói chung là khi mà lên một hàng mình đều có móc một mũi bính lên, tại vì nó là mũi đơn mà, cho nên mình sẽ móc một bính. Các bạn lưu ý cái phần này mình sẽ không có lặp lại, tại vì căn bản là bạn nào cũng biết đó. Rồi bây giờ quay lại hàng số 2 thì ngay cái chân này nè, nó mình rờ đó, bây giờ mình thấy cái lỗ nó to hơn rồi đó. Đó, như thế này mình sẽ móc vào. À, các bạn nhớ đếm cái số hàng ha, để mình bị quên là nhiều khi mình móc cái thân áo của mình nó không được đẹp. À, nếu như mình móc một cái á, thì mình có thể móc theo số đo, mình không cần đếm hàng. Nhưng mà mình móc hai cái, ba cái cũng cùng một size, như vậy là mình sẽ không biết móc như thế nào, cho nên mình đếm hàng cho chính xác. Đối với các bạn mà móc cái size lớn hơn thì mình sẽ canh theo cái số đo áo của các bé. Ví dụ như cái size bé lớn hơn ngang 62, dài 36 đi, thì mình sẽ chia ra cái phần nách với cái phần nách lên tới cái phần vai, với cái phần nách xuống cái phần gấu áo, thì các bạn chia sao cho cân đối. Cái phần nách á, mình làm sao mà cho nó mặc nó vô nó thoải mái, đừng có nhỏ quá cũng đừng có to quá. Từ cái hàng số 2 này á, mình sẽ không hướng dẫn nữa, tại vì nó chỉ móc mũi đơn thôi, móc cứ lên hoài luôn. Như vậy thì các bạn móc cho mình như vậy là 21 hàng ha. Nghĩa là từ hàng 1 đến hàng 21 thì mình đều móc 74x trên một hàng. Các bạn cảm nhận được cái lỗ của cái mũi đơn. Nếu như mà mình bị móc trùng một cái mũi như thế này nè, các bạn giờ gờ nó thấy nó dày ha. Mình tháo ra làm lại. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn nối cái sợi len khi mà đang móc. Các bạn đừng có buộc lại một cục nha, nó xấu mà nó cộm lên em bé mặc không có thoải mái. Ví dụ như cái đây là cái sợi dây, nó hai sợi dây riêng biệt đi, các bạn đừng chú ý như thế này. Đây mình sẽ lấy một sợi khác. Mình sẽ lấy một cục khác ha. Đây. Mình không có nối vào mà mình sẽ móc trực tiếp vào luôn. Mình vừa móc mình sẽ giấu cái sợi len thừa đi, thì khi mà xong cái mặt trái hay mặt phải của mình nó sẽ không có thấy cái đường nối không, nó chỉ hơi dày lên tí xíu. À, bây giờ mình sẽ móc mũi đơn kế tiếp. Đây mình sẽ móc cái sợi mới nha, cái sợi mới này. Các bạn lưu ý là cái sợi cũ này mình sẽ nằm dắt ở trong nè, ở trên nè. Đó, như thế này ha, là mình móc vào luôn đó. Rồi cái phần mà cái sợi mà mình mới vào thì nó có một khúc thừa như thế này nè. Các bạn để dư ra như thế này, xong mình móc mình kẹp vô luôn nha. Mình giấu sợi luôn là cùng một lúc mà mình sẽ giấu hai sợi. Đó. Cho nên nó hơi dày, nhưng mà nó được một cái ưu điểm là cái sản phẩm của mình nhìn nó liền lạc, nó không có thấy cái dấu mối. Tại vì cái cuộn này nó 50g thì nó ngắn, cho nên nó phải mối nhiều lần như vậy. Nó hơi dày tí xíu, các bạn gờ thấy nó dày lắm. Đó. Đây là mình móc mấy mũi xong rồi mình thấy nó hơi dày lên, nhưng mà nó vẫn đẹp. Rồi sau khi mà mình móc được 21 hàng ha, thì ở đây mình bắt đầu từ cái phần chiếc nách này thì mình không tính là hàng 22 mà mình sẽ tính lại là từ đầu là hàng 1 cho mình dễ nhớ nha các bạn. Thì ở đây mình được khoảng 17,5 cm.
Rồi bây giờ thì mình sẽ chia ra cái hai phần, ba phần. Một phần giữa này là 34 mũi thì là cái phần thân sau. Còn ở hai bên thì mỗi bên 20 mũi. Ví dụ như là cái phần thân trước của mình là 17 thì nó bằng 1 phần 2 của thân sau. Thì mình cộng thêm 3 mũi phần nẹp nó làm nó thành 20 mũi nha các bạn. Đó, bây giờ thì các bạn sẽ dùng cái kim băng đánh dấu. Mình sẽ đánh dấu hai bên như thế này để mình chiết nách ha. Thì ở cái hàng số 1 này thì mình cũng sẽ chiết cái phần phi áo ha. Đây các bạn đặt nó như thế này nè. Các bạn thấy nó chậm, nó chập lên ha. Ở đây mình chỉ làm hai cái phi thôi, tại vì bé mặc mà gài ở trên cho thoải mái. Rồi, thì từ ở ngoài này mình sẽ đếm vào, thì mình đếm mình dùng ngón tay của mình nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Mình sẽ đánh dấu ngay cái số 20 ha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu móc cái hàng số 1. Thì ở đây mình sẽ chiết cái phi luôn. Đầu tiên mình sẽ móc một ít. Cái mũi đơn đó là mình sẽ ký hiệu là chữ X ha. Rồi sau đó mình sẽ móc 2B để mình tạo cái lỗ chỗ cái khuy đó. Như vậy là ở dưới đây mình sẽ bỏ 2 mũi, 1, 2. Sau đó mình sẽ móc vào cái mũi số 3. Cái khuy này nó hơi lớn cho nên khi mà mình phải chọn cái cúc áo nó phải lớn. Còn nếu như các bạn muốn nhỏ thì các bạn chỉ cần bỏ một lỗ thôi. Có nghĩa là mình sẽ móc một ít, 2X đi, nó sâu vào trong chút xíu cho nó đẹp ha. 2X 1B chẳng hạn. Như vậy thì mình 1B là nó có bỏ có một mũi bính nè. Một mũi bính thì cái khuy nó sẽ nhỏ hơn. Các bạn sẽ dùng cái nút áo bé hơn để mình còn muốn to hơn thì các bạn móc bỏ 3B. Mà mình thấy 2B là nó to dữ lắm luôn rồi đó. Rồi bây giờ nè. Ôi da sao nó rớt ngoài. Dài quá. Rồi tiếp theo thì các bạn móc vào cho mình 13X ha. Ở đây là mình móc xuống đây là 1X là mình tính 1 nha các bạn. 1 ha. Rồi tiếp tục 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Thì ở đây á, cái phần mà giảm mũi thì mình gọi là 1A. 1A nghĩa là mình sẽ chụm đầu hai cái mũi ít lại. Rồi 1A. Như vậy là mình sẽ 1. Vậy là mình đã bỏ hai cái mũi ra. Hai cái mũi chỗ chiếc nách này nè, mình đây bỏ hai mũi đây, một mũi đây, một mũi là hai mũi, mình giảm 1A đó. Như vậy là cái hàng số 1 của mình bây giờ nó còn tổng cộng là 17X. Thì mình sẽ quay lại, mình hàng số 2 mình sẽ giảm tiếp nha các bạn. Mình đang giảm nách đó. Rồi bây giờ mình sẽ móc tiếp 1A ha. Hai mũi ít chụm đầu. Rồi xong. Tiếp theo thì mình sẽ móc một luồng luôn là 15X ha. 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Thì đến đây là còn 3 cái mũi cuối nè. Cái mũi này á, ngay cái chân cái mũi bính lúc hàng số 1. Thì khi móc các bạn đừng có luồn kim qua bên này ha, mà mình chỉ móc trên cái mũi bính giống như là khi mà mình mới bắt đầu gầy hàng số 1 của cái thân áo đó. Đó, mình sẽ móc ở trên cái mũi bính. Cái này nó hơi khó. Mười ba, mười bốn, rồi có mũi cuối là 15 nè. Rồi bây giờ mình sẽ quay lại hàng số 3. Hàng số 3 thì các bạn móc cho mình 14x1a. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một, mười hai, mười ba, mười bốn. Rồi mình sẽ móc 1A. Như vậy là mình đã giảm xong cái phần nách của cái áo này ha. Cái phần nách một bên thân. Ở đây thì khi các bạn móc cái size lớn hơn á thì các bạn sẽ chiết nách nó phải nhiều hơn. Ví dụ như ở đây cái một thân của mình là 17 mũi ha. Thì mình đã chiết nách hết 5 mũi. Mình chiết nách hết 5 mũi thì các bạn móc, có thể các bạn móc cái số mũi nó nhiều hơn là 18 hoặc là 19 đi. 18, 19 cho một cái bình thân. Thì ở đây các bạn sẽ chiết nhiều hơn cho mình một mũi cũng được. Không. Nếu như mà cái này là nó là 19, từ cái đánh dấu này giờ qua bên đây nó là 19 ha. Mình không có tính cái phần nẹp. Thì các bạn chia cho mình cổ một mũi, dây một mũi đi. Cái phần nách các bạn chiết y của mình đi. Tại vì như mà nếu như mà nó khi mà nó 20 đi, nó 20 thì nó sẽ dư 3 mũi, thì các bạn chia cho mình 3 phần, có nghĩa là cổ, dây, nách, thì mỗi thứ mình sẽ nó nhận được một mũi. Còn bây giờ nếu như mà nó 2 hoặc là 1 thì các bạn cho cổ hoặc là dây đều được. Tại vì áo này là áo có tay cho nên cái phần nách đó, nó không cần phải chiết sâu quá, mình chiết cạn cho bé khi ráp cái tay vào đó, nó mặc thoải mái. Còn mà cái cổ thì nó cho nó rộng rãi, hoặc là cái phần dây mình làm tay áo mà mình đâu có làm áo ghi lê đâu mà mình chiết, cho nên cái phần dây nó dư một chút xíu cũng được, cũng không sao ha. Như vậy là khi mà mình chốt lại như vậy nè, là cái phần một thân một bên như thế này, nếu như mà nó hơn của mình 3 mũi thì các bạn chia đều cho nách, vai và cổ. Còn nếu như nó ít hơn 3 mũi thì các bạn lấy cho vai với cổ thôi, khỏi nách ha. Còn nhiều hơn nữa thì các bạn cứ chia làm 3 như mình tính vậy nha. Rồi bây giờ mình từ cái hàng số 4 này nè đến cái hàng số 7 thì các bạn móc cho mình 15x nha. Cái phần này mình sẽ không quay ha. Hàng số 8 thì
từ ở ngoài vào các bạn móc cho mình 12x. Tại vì cái hàng này là mình sẽ bỏ khuy ha. 12x. Rồi xong 12x thì mình tiếp theo mình sẽ móc 2B. Đó, như vậy thì còn lại mình sẽ bỏ hai cái mũi đang ở dưới này, mình sẽ móc 1x cuối. Rồi, xong mình sẽ lên hàng chính. Hàng số 9 thì quay lại các bạn móc cho mình 15x. Cái phần khuy mình như lúc nãy á, mình có hướng dẫn các bạn là mình móc trên cái mũi bính á, chứ mình không có móc luồn qua cái lỗ trong này ha. Bây giờ quay lại hàng số 10 thì bắt đầu từ cái hàng này mình sẽ chiết cổ. Các bạn nào móc size lớn hơn thì các bạn thêm một dài hàng nữa. Khi mà mình tính làm sao mà từ cái phần vai á xuống cái phần cổ của bé là khoảng 3-4cm gì đó này, các bạn đo, các bạn trừ lại ha. Còn này mình móc theo cái chuẩn cái áo này thì các bạn làm như trên này của mình. Đầu tiên mình sẽ móc vào 7x. Tiếp theo thì mình sẽ giảm liên tiếp 2 mũi ha. Thì ở đây sẽ gọi là 2A. Đây, 1A. Rồi, 2A. Như vậy là cái phần mà 4 mũi x ở phần này nè. Đó, là mình sẽ bỏ. Nó cái phần này phần ngang, phần nẹp ngang ha. Mình sẽ bỏ, mình sẽ không có móc nữa. Đó, từ cái hàng 11 này mình sẽ quay lại. Thì các bạn kiểm tra sau khi mình giảm mũi xong thì trên này nó còn 9X đó. Đó, quay lại hàng 11. 11 mình sẽ móc tiếp, mình sẽ giảm mũi tiếp nha. 2A 5X đó. 1A trước nha. Rồi bây giờ đến cái phần số hàng số 12 thì các bạn móc từ ngoài vào 5x. Rồi, tiếp theo mình sẽ móc 1A. Như vậy là xong hàng 12. Đến cái hàng 13 thì mình sẽ móc 1A. Tiếp tục giảm cổ ha.
1A4X. Rồi như vậy là cái hàng 13 này là mình đã còn có 5 mũi trên vai à. Đó. Thì cái hàng 14 mình quay lại mình sẽ móc 5X là mình đã giảm xong cái phần cổ, phần nách của mình rồi ha. Thì vai 5 mũi. Còn nếu các bạn mà còn cái những cái mũi ví dụ như vai các bạn 6 nhưng mà cổ các bạn còn nhiều mũi hơn thì mình sẽ giảm tiếp thêm một hàng nữa ha. Đó, như vậy là mình đã xong cái phần vai của phần chiếc cổ của cái mộc thân trước ha. À, các bạn nhìn đi, nó có cái đường cong nhẹ ha. Bây giờ đến cái phần mộc thân trước ở bên còn lại á, thì mình sẽ bắt đầu móc từ cái đánh dấu này vào ha. Mình sẽ chiết nách. Bây giờ các bạn đánh điểm vòng lại còn hàng số 1 nha. Rồi mình sẽ nối cái phần chỉ vào. Thì ở đây thì chiếc nách, đợi mình xíu, cái nách bên phải của người mặt ha. Thì ở đây thì hàng 1 mình sẽ nối chỉ mới vào. Rồi bắt đầu mình từ ngoài vào mình sẽ bỏ 2 mũi. Ở đây là mình đã đánh dấu sẵn rồi. Thì cái chân chỗ số 20 nè, 1 1 2, thì mình sẽ bắt đầu từ cái mũi số 3 này. Đó, sẽ chỉ như thế này ha, dư một khúc như thế này để mình giấu cái chỉ đi. Đó, nó không có dễ bị tụt. Rồi bắt đầu mình sẽ móc lên một bính, sau đó mình cũng móc tại một cái điểm đó, mình sẽ móc 1A. Thì cái phần nách bên phải này, bên phải của người mặc, nó tương xứng, nghĩa là nó đối nghịch lại cái phần bên trái thôi, cho nên khi mình giảm mình cũng làm tương tự như vậy nha các bạn. Nhưng mà mình cái công thức thì mình sẽ đập ngược lại á. Rồi các bạn nhớ là khi vừa móc vừa đấu cái sợi lên thừa ở dưới ha. Như vậy sau khi mà mình móc xong cái sản phẩm á, thì mình không có phải ngồi lại mà giấu sợi nó lâu lắm, mất thời gian. Mình nói hơi nhiều. Rồi móc tiếp cho mình 16X. Rồi bây giờ mình tiếp theo hàng số 2. Thì từ ngoài vào các bạn móc cho mình 15X1A. Những cái phần mà mình không có cần hướng dẫn á, cho nên mình sẽ cắt ngang, mình sẽ nối vào, cho nên các bạn thông cảm cái phần này ha. Mình sẽ móc 1A. Rồi quay lại hàng số 3 thì móc lên một bính nè. Rồi mình sẽ móc là 1A14X. 1A. Một, hai,
Rồi xong cái hàng số 3. Thì từ cái hàng số 4 á đến cái hàng số 9 thì các bạn móc mỗi hàng 15 mũi cho mình ha, 15x. Tại vì cái hàng này mình bên đây mình đâu có chiếc khuy đâu, cho nên mình sẽ không có hướng dẫn các bạn. Đó, các bạn cứ móc lên 15x. Bắt đầu hàng số 10 thì mình sẽ chiếc cái phần cổ, phần ngang. Thì ở đây hàng số 10 các bạn đầu tiên các bạn đừng có móc lên một bính nha. Mình sẽ móc 4 mũi giờ ngang. Một, hai, ba, bốn. Sau đó mình sẽ móc lên một bính. Đó, mình sẽ giảm tiếp 2A. Một A, hai A. Như vậy là mình còn 7 mũi thì các bạn móc cho mình 7x. 1 2 3 4 5 6 7. Quay lại hàng 11 thì mình sẽ móc 5x 2a ha. 1 2 3 4 5. Rồi mình sẽ giảm 2 mũi liên tiếp. 1. Mình đã giảm xong cái hàng số 11. Thì ở đây cái hàng số 10 này các bạn nhìn nó không có thấy ha, nhìn nó khó thấy lắm. Tại vì cái hàng giữa hàng 11 với số 10 á, cái chỗ cái hàng mà giảm mũi của hàng số 10 á, nhìn nó giống như nó ngang ngang, cho nên khi đó mình phải đếm mũi á nó mới chính xác được. Rồi quay lại hàng số 12 thì mình sẽ móc vào 1A. 1. Rồi tiếp theo các bạn móc cho mình 5x. 1 2 3 4 5. Tiếp theo hàng số 13 thì mình sẽ quay lại móc 4x 1a. 1 2 3 4. Rồi móc 1A cho mình. Như vậy là hàng số 13 này mình còn 5X. Thì tiếp theo hàng 14 các bạn móc cho mình 5X. 1 2 3 4 5. Các bạn ơi, các bạn nhớ đo là kiểm tra nha. Nhiều khi cái tay của mình á, mình móc cái tay mình chặt quá thì cái size áo nó cũng sẽ nó ra số nhỏ hơn. Hoặc là cái len bông xù á, len bông xù là khi cái cuộn của nó có cuộn sợi nó sẽ xe nhiều lông hơn, cho nên cái cuộn nó sẽ cái sợi nó sẽ to hơn, cho nên khi mình móc lên sản phẩm á, thì nó sẽ to, cái kích thước nó to hơn. Còn có những cuộn á, cái sợi nó sẽ ít đi, thì các bạn sẽ khi mà mình móc lên cái sản phẩm thì cái sản phẩm của mình nó sẽ nhỏ hơn ha, nhỏ hơn cái số mũi mà mình làm giống như trong cái video này.
Bây giờ mình sẽ bắt đầu móc cái phần thân sau. Thì ở đây thì mình sẽ 34 mũi của mình không, mình cũng chiết nách giống như tương tự như cái phần chiết nách của cái thân trước ha các bạn. Đó. Bây giờ mình sẽ đếm từ ngoài vào. Từ ngoài vào thì ở đây là cái móc đánh dấu này là của cái thân trước rồi. Như vậy của mình từ ngoài vào mình sẽ bỏ 2 mũi. 1 2 thì mình sẽ bắt đầu từ cái mũi số 3 này. Mình cũng chừa một khoảng như tương tự như cái nách bên phải ha. Móc lên một bánh. Rồi tiếp theo thì mình sẽ móc 1A. Bây giờ mình móc thân sau cho nên mình sẽ chiết song song một lúc là nách bên phải với nách bên trái luôn nha. Rồi 1A xong thì các bạn móc cho mình 26X. Ủa phải 26 không ta? 30. Đúng rồi, 34 nè. Mà mình trừ cho 4 mũi hai bên thì nó còn 30. 30 mà mình đã giảm mỗi bên hết. 1A 1A là 4, nó còn 26X ha. Rồi các bạn vừa móc vừa đếm nha. Mình sẽ móc 1A bên trái. Rồi, như vậy các bạn kiểm tra lại mình còn dư 2 mũi ha. Đó. Bây giờ quay lại cái hàng số 2. Thì cùng mình cũng tiếp tục giảm mũi nữa. Thì mình cũng 1A. Rồi các bạn tiếp tục 24X. Rồi lại 1A. Quay lại hàng số 3 thì mình cũng giảm mũi tương tự như vậy. 1A 22X 1A. Xong hàng số 3. Như vậy thì bây giờ trên cái thân sau của mình là còn tổng cộng 24 mũi. Thì từ hàng số 4 đến hàng số 12 các bạn cứ móc mỗi hàng 24 mũi cho mình nha. Tiếp theo hàng số 13 của thân sau thì mình sẽ chiết cái phần cổ nha. Các bạn từ đếm từ ngoài vào á. Đếm từ ngoài vào là 8 mũi. Cái khoảng giữa mình cũng bỏ 8 mũi và cái phần bên trái này 8 mũi. Có nghĩa là cái phần cổ này mình chiết ngang cho nên mình sẽ không móc ở đây nữa. Bây giờ bây giờ mình sẽ chiết cái cổ bên phải riêng, cái dây bên phải riêng, cái dây bên trái riêng là các bạn chia làm 3 phần cho mình ha. Mỗi phần 8 mũi. Đầu tiên từ ngoài vào các bạn móc cho mình 4X. Tiếp theo thì các bạn sẽ móc cho mình 2A, mình sẽ giảm 2 mũi liên tiếp.
từ cái mũi đánh dấu này mình sẽ không đụng tới ha. Bây giờ mình sẽ quay lại mình móc hàng số 14, móc lên một bính nè. Thì 14 thì các bạn móc cho mình một A. Rồi sau đó mình sẽ móc 4X. Tiếp theo hàng số 15 đến hàng số 19 thì ở đây mình sẽ không nhắm mũi nữa. Trên vai mình bây giờ còn 5 mũi thì các bạn cứ móc cho mình đến hết hàng 19 là mỗi một hàng như vậy là 5 mũi ít. Như vậy là mình đã xong cái phần bên vai phải nha các bạn.